Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên trưa ngày hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,7%, giao dịch ở mức 2.310 đô la Mỹ trên một ounce. Sau khi mà đã giảm rất mạnh trong phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ giảm nhẹ đứng ở mức 106,06 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin tăng nhẹ, giao dịch ở mức 66.800 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,620% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ đứng ở mức 83 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới đảo chiều giảm mạnh khi mà nhu cầu chủ ẩn an toàn vốn sụt giảm, nhà đầu tư bớt lo lắng khi xung đột Israel và Iran không leo thang. Cụ thể, đến đầu giờ sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 2.327 đô la Mỹ trên một ounce, giảm 63 đô la Mỹ trên một ounce so với mức giá cao nhất trong phiên đêm qua là 2.390 đô la Mỹ trên một ounce. Và đến thời điểm hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục suy giảm mạnh và chỉ còn ở mức 2.310 đô la Mỹ trên một ounce. Giá vàng thế giới đảo chiều rơi thẳng đứng trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và Israel không leo thang, từ đó nhà đầu tư giảm nhu cầu chủ an toàn vốn vào kim loại quý. Theo Ricardo Alvarez-Gorita, nhà phân tích cấp cao tại ArcticTrade nhận định, xung đột Trung Đông hạ nhiệt, sự chú ý của thị trường chuyển sang đánh giá khả năng phục hồi của nền kinh tế Mỹ, tình trạng lạm phát dai dẳng. Khi triển vọng cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giảm bớt, sự lạc quan ngày càng tăng về việc tránh xung đột công khai Israel và Iran, nhà đầu tư vàng bắt đầu bán ra thu về lợi nhuận. Một diễn biến khác là thị trường chứng khoán Mỹ đã xanh sàn trở lại, các chỉ số như Dow Jones tăng 253 điểm, S&P 500 tăng 43 điểm, Nasdaq tăng 169 điểm. Theo đó, nhiều người tập trung vốn vào cổ phiếu khiến cho tiền chảy vào thị trường vàng rất ít, giá vàng trên thị trường thế giới bốc hơi hàng chục đô la Mỹ trên một ounce là điều tất yếu. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trước giờ đấu thầu, giá vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn đều quay đầu giảm mạnh. Cụ thể, như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn tiếp tục giảm 1 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng mua vào và chiều bán ra. Hiện tại đang niêm yết trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 79,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 82,30 triệu đồng trên một lượng. Niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 79,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 82,30 triệu đồng trên một lượng. Với tập đoàn vàng bạc đá quý Doji đang niêm yết trên hai thị trường Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có cùng một mức giá, mua vào 79,60 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 82,10 triệu đồng trên một lượng, giảm 1 triệu 400 nghìn đồng trên một lượng mua vào, giảm 1 triệu 350 nghìn đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Tại Phú Quý SJC, mua vào mức 80,10 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 82,50 triệu đồng trên một lượng, giảm 1 triệu đồng trên một lượng mua vào, 900 nghìn đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Đà giảm cũng được diễn ra ở các hệ thống kinh doanh còn lại, cùng với mặt hàng vàng nhẫn bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Hiện tại với giá nhẫn bộ số 9 tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 1 triệu 100 nghìn đồng trên một lượng mua vào, 1 triệu 200 nghìn đồng trên một lượng tại chỉ bán ra. Với giá nhẫn bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ của công ty này mua vào mức 72,90 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 74,70 triệu đồng trên một lượng. Với giá nhẫn bộ số 9 loại nở chỉ mua vào mức 72,90 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 74,80 triệu đồng trên một lượng. Mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 73,88 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 75,58 triệu đồng trên một lượng, giảm 640.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra. Với mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn Hương Thịnh Vượng tại Doji mua vào mức 73,80 triệu đồng trên một lượng, bán ra mức 75,50 triệu đồng trên một lượng, tiếp tục giảm 850.000 đồng trên một lượng cả chiều vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa ngày hôm qua. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm đầu giờ sáng nay, ngân hàng nhà nước tiếp tục tăng 15 đồng trên 1 đô la Mỹ, niêm yết ở mức 24.275 đồng trên 1 đô la Mỹ so với giá ngày hôm qua. Giá đô la Mỹ các hàng thương mại tiếp tục tăng nhẹ 3 đồng trên 1 đô la Mỹ cho cả hai chiều so với giá đóng cửa ngày hôm qua, đang mua vào mức 25.148 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.488 đồng trên 1 đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 25.770 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra mức 25.870 đồng trên 1 đô la Mỹ, tạm thời thì không có thay đổi sau khi mà tăng 90 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, tăng 110 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước thời điểm này, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi trưa ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại ba thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.980.000, bán ra 8.230.000, giảm 1.200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều vào và chiều bán ra, hay là giảm 120.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2.500.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 7.980.000, bán ra 8.230.000, giảm 120.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 7.960.000, bán ra 8.210.000, giảm 140.000 ở chiều mua, 135.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 8.010.000, bán ra 8.250.000, giảm 100.000 ở chiều mua, giảm 90.000 ở chiều bán ra. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.890.000, bán ra 8.230.000, giảm 180.000 ở chiều mua vào, 90.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.015.000, bán ra 8.225.000, giảm 100.000 ở chiều mua, 115.000 ở chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 8.080.000, bán ra 8.220.000, giảm 80.000 ở chiều mua, 100.000 ở chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 8 triệu, bán ra 8.200.000, giảm 100.000 ở chiều vào và chiều bán. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 7.960.000, bán ra 8.210.000, giảm 140.000 ở chiều mua, 135.000 ở chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.980.000, bán ra 8.232.000, giảm 120.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này cũng giảm 1.200.000 đồng trên một lượng ở cả chiều vào và chiều bán ra, hay là giảm 120.000 đồng trên một chỉ ở chiều vào và chiều bán. Chênh lệch giữa hai chiều vào chiều bán ra hiện tại đang dao động ở mức 2.500.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 7.980.000, bán ra 8.230.000. SJC Huế mua vào 7.980.000, bán ra 8.230.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.980.000, bán ra 8.230.000. SJC Bạc Liêu mua vào 7.980.000, bán ra 8.230.000. SJC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.980.000, bán ra 8.230.000. Cuối cùng là giá nhận bổ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này cũng giảm mạnh và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 7.290.000, bán ra 7.470.000, giảm 1.100.000 đồng trên một lượng mua vào, 1.200.000 đồng trên một lượng bán ra, hay là giảm 110.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 120.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Nhận bộ số 9 loại nổi chỉ mua vào 7.290.000, bán ra 7.480.000, cũng giảm 110.000 ở chiều mua, 120.000 ở chiều bán ra. Vàng bốn số 9 mua vào 7.260.000, bán ra 7.390.000, giảm 120.000 ở chiều vào và chiều bán. Vàng 24K mua vào 7.116,8.000, bán ra 7.316,8.000. Vàng 18K mua vào 5.308,1.000, bán ra 5.558,1.000. Vàng 14K mua vào 4.073,8.000, bán ra 4.323,8.000. Vàng 10K mua vào 2.846,9.000, bán ra 3.096,9.000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.